Câu hỏi đầu tiên đến từ một khán giả ở địa chỉ email nangamsatdan1177a@gmail.com. Bạn đang phân vân giữa hai chiếc điện thoại Lumia 520 và LG L5 Duo E615 và muốn nhờ chương trình giúp đỡ. Và ngay sau đây sẽ là phần tư vấn đến từ một kỹ thuật viên của FPT Với câu hỏi của bạn thì mình xin trả lời như sau. Với chiếc Lumia 520 và chiếc LG L5 Duo E615 thì hai điện thoại đều là hai điều hành khác nhau. Một dòng thì chạy Windows Phone, còn một dòng chạy Android. Mình nghĩ theo tùy sở thích của bạn, nhưng mà hệ điều hành Windows Phone thì mình thấy tính ổn định nó cao hơn, còn hệ điều hành Android thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn nhiều ứng dụng tốt hơn. Còn với hai tầm máy này thì mình thấy hai sản phẩm đều có cấu hình tương đương nhau. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của bạn Dương ở địa chỉ email anhsuong01101989@gmail.com. Trong thư thì bạn có viết như sau: Xin chào các anh chị trong ban biên tập chương trình Phong Cách Số. Em đang muốn mua điện thoại Samsung màn hình trên 4 inch để phục vụ gọi video. Mong anh chị có thể tư vấn giúp em xin cảm ơn. Xin gửi đến bạn Dương phần tư vấn của chương trình như sau. Với mức giá 5 triệu thì mình khuyên bạn nên mua sản phẩm Galaxy Win. Sản phẩm này có thiết kế rất là đẹp. Nó có hai màu cho bạn lựa chọn, là màu đen và màu trắng, nam nữ đều có thể dùng được. Cấu hình của nó rất là cao, chip lõi từ RAM 1GB, màn hình 4,7 inch, bộ nhớ trong 8GB, bạn có thể mở rộng lên 32GB, kèm với đó là camera 5 megapixel. Bạn có thể hỗ trợ cuộc gọi call video. Khán giả Lâm Hoàng ở Hải Phòng gửi thư về cho chương trình như sau: Kính gửi chương trình Phong Cách Số, em đang dùng Samsung Tab 3 8.0. Cho em hỏi Tab 3 8.0 có thể nâng cấp hệ điều hành lên Android 4.3 hay 4.4 được hay không? Và cách nào để nâng cấp? Nhờ chương trình có thể giải đáp giúp em. Em xin cảm ơn. Mình xin trả lời câu hỏi của bạn Lâm Hoàng như sau. Việc nâng cấp hệ điều hành cho chiếc Tab 3 của bạn thì hiện nay thì nhà xuất chưa có bản nâng cấp mới nhất. Nên mình khuyên bạn nên giữ nguyên bản cập nhật cũ của nó, vì cái bản này dùng rất là ổn định. Về nâng cấp lên thì nó cũng có nhiều ưu điểm, nhưng ngược lại thì nó có nhược điểm là khiến cho máy chạy chậm và độ ổn định không được cao. Để nâng cấp cho phiên bản Samsung thì bạn có thể vào cài đặt phần cập nhật. Khi có bản nâng cấp thì khi bạn có mạng hoặc là wifi thì hệ thống sẽ tự đẩy bản cập nhật về, mình có thể cài đặt trực tiếp trên máy. Bà Lê Nam có địa chỉ email lenam130696@gmail.com đã gửi đến Phong Cách Số một thắc mắc của bạn về chiếc điện thoại Nokia Lumia 630 mà bạn mới mua. Em hiện mới mua điện thoại Nokia Lumia 630 khoảng 2 tuần nay. Khi download các ứng dụng từ Store thì không được. Nó chỉ download khoảng 2 giây sau đó rồi không download nữa. Mạng Wi-Fi thì vẫn bình thường. Em không biết là lỗi do đâu và làm thế nào để khắc phục. Em xin cảm ơn. Với câu hỏi của bạn Lê Nam, mình xin được trả lời là chiếc Lumia 630 thì dòng này chạy khi download ứng dụng thì cần có một tài khoản Microsoft. Ở hệ thống Microsoft hiện nay thì mình thấy các ứng dụng download về thường gặp rất là nhiều lỗi. Lý do là có thể do lỗi server, do lỗi bạn chưa cài đặt chuẩn thời gian thì nó vẫn báo lỗi. Nếu mà trường hợp bạn không cài đặt ứng dụng về thì mình vui lòng thì bạn hãy kiểm tra lại tài khoản hoặc là reset lại máy để thiết lập một tài khoản mới. Thì khi đó thì bạn có thể download ứng dụng về rất thoải mái hơn. Tiếp tục chuyên mục dấu chấm hỏi là một câu hỏi của khán giả Minh Anh ở địa chỉ email minhanh0125@gmail.com. Trong mail bạn viết như sau: Chào chương trình Phong Cách Số, em vừa mua chiếc điện thoại Viettel V8506 được 2 tháng và em thường xuyên xem phim và nghe nhạc. Gần đây khi sạc pin thì máy sạc rất lâu không đầy, cả đêm chỉ được 20%. Liệu có phải điện thoại của em bị hỏng pin hay không ạ? Rất mong chương trình có thể tư vấn giúp em. Với câu hỏi của bạn Minh Anh thì mình xin là trả lời như sau. Chiếc điện thoại của bạn khi sạc mà báo lâu vào pin thì bạn có thể kiểm tra lại cái adapter, cái bộ đổi nguồn của bạn. Bởi vì khi dòng của nó không ổn định thì việc sạc pin rất là lâu. Mình khuyên bạn nên sử dụng một cái bộ nguồn khác để thử sạc. Trường hợp mà bạn sạc vẫn lâu không vào pin thì bạn sẽ mang đến hãng kiểm tra lại cái nguồn ở điện thoại của bạn hoặc là kiểm tra lại phần pin, vì việc sử dụng lâu thì dẫn đến việc chai pin, cũng có dẫn đến việc pin lâu vào.